Hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh Khương Story của mình. Thì hôm nay có một ca về chụp cái CT toàn thân á, với cái lâm sàng là bệnh nhân bị té tai nạn giao thông á. Thì đưa vô mình chụp CT toàn thân không thuốc nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn Rocon. Mình sẽ chọn cái Rocon toàn thân. Thì ở cái chiều quét này mình tăng thử coi lên ngưỡng 1.700 nó chịu nha. Tại vì bệnh nhân này khoảng tầm 1m7 các bạn. Nên thôi mình để 1.700 luôn, mình quét cho từ đầu tới chân luôn. Tại vì khi mà chấn thương á, thì các bạn phải quét hết từ trên xuống dưới luôn. Còn mà ví dụ như mà chụp toàn thân mà có thuốc cản quang mà xem cái mấy cái khảo sát về ung thư đồ á, thì mình có thể mình chụp tới cái đầu gối thôi. Còn với đối với chấn thương á, thì mình phải chụp hết luôn ở chân các bạn. Rồi mình dừng lại, qua tới cái chân mình dừng lại. Bệnh nhân này là chắc chưa tới 1m7 á, còn mét sáu mấy à, 65 rồi. Ok, xong. Thì đối với cái tấm định vị á, các bạn nên chụp, các bạn cho dây tay nó dơ lên đầu á các bạn. Tại vì khi mà để cái tay xuống dưới thì cái lực tiên tính có thể bị nhầm á. Rồi ok, thì đầu tiên thì mình sẽ chụp cái bụng, cái phần ngực dưới bụng trước nha. Tại vì sẵn đang cái bệnh nhân đang dơ tay lên đầu các bạn. Ok, cái hình như là mình phải cho cái bàn nó nâng lên chút xíu nữa mới hợp lý các bạn. Xíu nữa mình nâng sau. Rồi, đây là cái nút thứ hai, đây mình quét quét cái sọ. À, mình nghĩ được rồi, cái nút thứ hai mình hạ cái bàn xuống này vừa. Mình sẽ mở cái volume của cái phổi lên. Xíu nữa mình sẽ rì cong sau sau nha. À, có thể các bạn rì cong thêm cái cột sống ngực này. Rì cong thêm cái phần chi này, nói chung là mình cong nhiều nhiều phần ra. Nhưng mà ở đây nó có hai cái cửa sổ rì cong volume, thì mình sẽ chọn hai cái, một cái volume một quá thì mình chọn cái đây, nó bị sai rồi. Mình chọn cái body ha. Từ trên xuống dưới, còn cái volume 2 thì mình chọn cái nhu mô phổi thôi. Tương tự như thế thì ở cái group 2 này mình chụp cái vùng sọ não với lại vùng cổ á. Thì mình sẽ rì cong cái sọ não với lại cái vùng cổ nha. Đây là cái vùng cổ rồi, bây giờ mình mở lên cái sọ não ha. Hết ha. Rồi, sọ não thì mình kéo lên trên xíu. Còn vùng cổ thì mình kéo xuống xíu, mình kéo hết luôn đi, để vậy cho nó dễ. Ok, bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình quét nha. Rồi các bạn đang di chuyển, các bạn di chuyển về cái sọ. Rồi mình đợi chút xíu ha. Bây giờ mình bấm nút mình sẽ quét, nhưng mà khoan, thì hai cái tay đang lên đầu á, thì bây giờ thì mình sẽ cho hai cái tay bỏ xuống và đồng thời mình hạ cái bàn xuống một xíu.
Đây, mình hạ cái bàn xuống xíu và cho bỏ hai tay xuống dưới xíu. Vô chụp nó bệnh nhân không được nuốt nước bọt ha. Bỏ tay xuống đi anh, bỏ tay xuống. Rồi, đúng rồi. Nằm im nha, không cử động, không nuốt nước bọt nha. Bỏ tay bụng này, bỏ tay bụng. Đúng rồi. Bây giờ nuốt nước bọt đi. Rồi, bây giờ nằm im, không cử động, không nuốt nước bọt. Ok, mình khi mình nói bệnh nhân rồi á, bây giờ mình sẽ quét coi luôn cái sọ với cái cổ nó có gì không nha các bạn. Rồi, mình bấm stop scan. Mình kiểm tra hình thôi. Thì cái máy mình nó đổ lắc năm trước nha. Mình coi coi nó có tổn thương gì không. Nếu mà có tổn thương, có tràn dịch, tràn máu gì vậy, mình phải đề nghị chích cho mình coi, coi nó có bị vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận gì không nha. Hiện tại thì mình kéo lên kéo xuống thì mình cũng chưa thấy gì các bạn. Thôi mình ưu tiên cái này lên trước đi để mình coi cái sọ với cái cổ trên trước, tại vì xuống đầu gối thì mình cũng không thấy gì. Xíu nữa mà nó rì cong xong cái hình này, cái hình trên này này nó rì cong xong thì mình sẽ rì cong ra những cái phần khác, ví dụ như cổ này thì mình sẽ rì cong một cái volume của cái mô mềm cổ, một volume của cuộc sống cổ này. Ở trên sọ não thì mình sẽ rì cong cái một cái cửa sổ xương này, với là một cái sổ nhu mô não này. Tương tự như ở ngực bụng cũng vậy, mình sẽ rì cong cái cửa sổ nhu mô phổi, xong cửa sổ body, xong rì cong cái sổ cuộc sống ngực, cuộc sống lưng. Như vậy ha, thì mình đặt công nhiều cửa sổ để mình thấy nhìn rõ ràng hơn tất cả cho nó từng vùng. Cái cổ thì mình chắc mình cũng chưa thấy gì các bạn. Lên sờ não ha. Rồi, chắc không có gì đâu các bạn. Thôi bây giờ mình cho mình nhân ra nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.